Vương Nhất Bác lại vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ trong Hữu Phỉ. Nhờ vào thành công vang dội của phim Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng trở thành cái tên hot nhất trên các phương tiện truyền thông xứ Trung. Thậm chí, năm 2019 anh còn là một diễn viên có độ nổi tiếng cao nhất. Theo thời gian, độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác ngày càng tăng khi anh liên tục nhận được nhiều lời mời, xếp hàng săn đón từ đoàn làm phim và nhãn hiệu. Trước khi nổi tiếng với bộ phim Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác đã khiến cư dân mạng xôn xao, trụy tim trước hình ảnh điển trai, lạnh lùng. Chính vì thế, mỹ nam Trần Tình Lệnh luôn nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả, đồng thời cũng mang về cho mình một lượng fan khủng khiến nhiều người ghen tị. Nhan sắc của Vương Nhất Bác đã trở thành một trong các chủ đề được dân mạng bàn tán nhiều nhất khi Hữu Phỉ lên sóng những tập đầu tiên. Tối ngày 15 tháng 12, Hữu Phỉ đã chính thức phát sóng hai tập đầu tiên trên đài Hồ Bắc. Vì Hữu Phỉ có hai diễn viên chính vô cùng nổi tiếng là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác nên bộ phim đã thu hút rất nhiều sự chú ý, theo dõi của khán giả và cộng đồng mạng. Đặc biệt là Vương Nhất Bác khi anh chàng là ngôi sao đăng lên, được dư luận săn đón hàng đầu trong thời điểm hiện tại. Vì thế, dân mạng cũng tập trung chú ý và thảo luận về nam minh tinh nhiều hơn. Những ảnh chụp màn hình cận cảnh về khuôn mặt của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng. Chiếc mũi của nam diễn viên trông khá lạ lắm, đường chân mũi nhô cao bất thường, không được tự nhiên cho lắm. Bên cạnh đó, khuôn mặt của Vương Nhất Bác trông rất dài và đầu của anh ấy hơi to so với tỷ lệ tổng thể. Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi Tạ Doãn mỉm cười, chiếc cằm của anh ấy trông rất nhọn. Đây cũng là một chi tiết khiến dân mạng và fan hâm mộ nam diễn viên tranh cãi dữ dội. Hơn nữa, nụ cười của Vương Nhất Bác cũng lộ ra đường pháp lệnh hằn sâu trên mặt. Nhìn thấy những hình ảnh này, cộng đồng mạng xứ Trung đã để lại dòng bình luận như sau: cảm giác chiếc mũi rõ ràng là có sụn silicone để chống lên. Nhìn mặt trông giả quá. Chiếc cằm này có thể làm lưỡi cày được đấy. Không xét đến chuyện có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, điều tôi chú ý chính là đôi mắt vô hồn của anh ấy. Diễn viên quan trọng nhất là ánh mắt đó. Nhìn mũi lộ dấu hiệu sửa quá rõ ràng. Mùa hè 2019, tên tuổi của Vương Nhất Bác càn quét khắp màn ảnh lẫn phương tiện truyền thông. Hai tác phẩm do anh đóng chính là Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới và Trần Tình Lệnh lên sóng nối tiếp nhau không những nhận được đánh giá vô cùng tích cực và còn tạo hiệu ứng hâm mộ cuồng nhiệt trong dư luận. Vương Nhất Bác xuất thân là ca sĩ thần tượng, hát ổn, nhảy tốt, đóng phim đạt lại đua xe giỏi. Hàng loạt ưu thế giúp anh trở thành thịt tươi nổi bật nhất hiện nay. Đây cũng là lúc mọi động thái được quan tâm và soi xét thái quá hơn. Các tin tức tiêu cực ùn kéo đến không thua gì tin tức tích cực. Trong đó nhiều nhất vẫn là tin hẹn hò và phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó vào tối ngày 5 tháng 2 năm 2021, cư dân mạng đăng bài viết: đây là Vương Nhất Bác. Sao mà khác nhau dữ thế, kèm theo tấm hình năm 14 tuổi của anh chàng. Điều này làm dấy lên nghi vấn Vương Nhất Bác phẫu thuật thẩm mỹ mũi cùng với hàng loạt bình luận chê bai ngoại hình nam diễn viên. Góc nghiêng với những đường nét hoàn toàn khác biệt của Vương Nhất Bác so với quá khứ. Khi phóng đại hình ảnh chụp cận mặt Vương Nhất Bác, dân tình phát hiện khóe mũi của anh chàng có một vết sẹo, được cho sẹo phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí các netizen còn chỉ ra rõ ràng, nếu phần mũi được chia làm 3 phần thì khúc giữa dường như trong suốt, nhất là dưới ánh nắng chiếu thẳng nó lại càng lộ. Đôi khi ở phần đó có hơi đỏ nhưng 2 phần còn lại thì bình thường. Đồng thời, ánh nắng cũng soi rọi vào vạch trần chiếc chắm của Vương Nhất Bác trông khá dị, làn da khô và lộ rõ nhiều mụn. Nhìn những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng không khỏi cảm thấy hoài nghi và có chút gì đó buồn về hình ảnh khác lạ của Vương Nhất Bác. Nhưng đa số, họ đều cho rằng Vương Nhất Bác nhất định đã đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, hình ảnh thường ngày của Vương Nhất Bác cũng bị lật lại để so sánh. Các ý kiến cho rằng, góc chụp khác nhau, hình ảnh khác nhau đều vẫn thể hiện rõ vết sẹo như cũ, dấy lên nhiều nghi vấn nam thần tượng đã động chạm dao kéo để phần mũi đẹp hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chê bai nhan sắc mỹ nam Trần Tình Lệnh, vẫn có không ít người hâm mộ cho rằng đây là Vương Nhất Bác thời còn mũm mĩm chưa giảm cân. Dù sao 14 tuổi cũng không thể giống 23 tuổi được. Dù những tranh cãi về nhan sắc của nam thần tượng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, nhưng tài năng diễn xuất và ca hát của Vương Nhất Bác là điều không thể phủ nhận.